Kính chào quý vị và các bạn. Sang ngày hôm nay, mây dông và mưa lớn đã dịch xuống khu vực Nam miền Trung và Bắc Tây Nguyên. Tại đây đã có điểm mưa vượt 200mm. Còn tại Hà Tĩnh và Quảng Bình thì mưa đang có xu hướng giảm dần. Dự báo trong đêm nay, lượng mưa ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị chỉ khoảng từ 10 đến 30mm, ít nơi mưa trên 60mm. Vùng trọng tâm mưa lớn sẽ là từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Định với tổng lượng mưa trong 2 ngày tới khoảng từ 100 đến 200mm. Và có nơi vượt 350mm. Khu vực Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai sẽ có lượng mưa từ 40 cho đến 80mm và có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở các vùng trũng thấp và sạt lở đất ở khu vực vùng núi các khu vực này. Lũ có khả năng sẽ xuất hiện ở các sông từ Thừa Thiên Huế trở vào Phú Yên trong hôm nay và 2 ngày tới. Đỉnh lũ sẽ từ báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2. Còn tại sông Ngàn Sâu ở Hà Tĩnh, dự báo trong đêm nay, mực nước lũ thì vẫn khá cao, ở mức trên báo động 2. Bà con tuyệt đối không đi qua những ngầm tràn, vẫn đang còn bị ngập nước. Với khu vực Nam Bộ, dự báo đêm nay còn mưa dông ở khu vực miền Tây. Còn sang đến ngày mai thì mưa sẽ lan rộng ra nhiều nơi khác và có những điểm mưa to đến 50mm kèm theo nguy cơ về gió giật và lốc sét nguy hiểm. Với miền Bắc thì dự báo trong đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khác phổ biến trong khoảng 27 đến 31 độ. Trên biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa dông rải rác, gió cấp 6 giật cấp 8 biển động. Còn huyện đảo Trường Sa có mưa dông, nguy cơ kèm theo cả gió giật và lốc xoáy. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước vào ngày mai.